Rồi, dày nghe bà con nha. Đó, cột lại. Đây, sử dụng một cái sợi dây màu vàng. Cố định cột cái cây lại cho nó đứng ha. Xin chào quý bà con thân yêu, mình là Quang sáng lập kênh siêu thị cây giống. Ngày hôm nay thì Quang xin phép được quay lại với quý bà con chúng ta trong chuyên mục thay chậu ha. Tổng gà thay chậu cũng hơi nhiều. Đó là đối với mỗi một cái loại cây, Quang muốn bà con chúng ta có thể rất là rõ ràng trong cái việc mà khi mà chúng ta mua về hoặc là chúng ta tậu về tới nhà thì chúng ta cần phải chăm sóc nó như thế nào. Đối với những cái cây mà cây bonsai đồ này kia, khi bà con mua về thì đầu tiên bà con chúng ta phải nghĩ tới cái việc là chúng ta phải thay chậu. Tại vì cái chậu, những cái chậu này thì đã được nuôi dưỡng cây này từ lúc tấm bé rồi, cái giá thể của nó đã tạm thời đã hết dinh dưỡng rồi. Nên chúng ta bắt buộc phải thay một cái chậu mới để bổ sung những cái giá thể mới vào dinh dưỡng hơn. Thì nói về giá thể thì ở đây Quynh đã chuẩn bị sẵn một cái giá thể gồm là 80% là sơ dừa và 20% là trấu sống. Thì cái sơ dừa là sẽ cung cấp dinh dưỡng và cái trấu sống sẽ tạo độ thoát nước tốt cho cây. Vậy cái chủ đề chính của chúng ta, cái nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay là ai? Nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay nó liên quan tới tình yêu luôn á nha. Đó là một cây hồng sô cô la, hay Quynh gọi là cây hồng tình yêu ha. Cây hồng tình yêu này thì bên Quynh cũng dưỡng đang có trái luôn, rất là dễ thương. Ngày hôm nay thì Quynh sẽ nuôi dưỡng cái cây hồng này từ lúc đang có trái như thế này, chuyển chậu cho nó và nuôi dưỡng cho nó tới lúc mà có trái. Mời quý bà con chúng ta cùng nhau đăng ký kênh siêu thị cây giống bằng cách nhấn vào cái nút like hiện trên màn hình đó bà con, để khi mà Quynh cập nhật những cái video tiếp theo thì bà con chúng ta sẽ được đề xuất nhận được ha bà con ha. Đây, hồng sô cô la hả bà con ha. Hồng sô cô la là một cái loại cây ngoại nhập, nó là một cái cây rất là ưa cái xứ nóng và cũng rất là thích hợp trồng ở những cái xứ hơi hàn hàn một tí. Thì hồng sô cô la nó có một cái giống như nhiều video khác mình đã thực hiện thì bà con thấy đây nè. Hồng sô cô la bên trong thì nó sẽ có cái ruột nó màu đen hả bà con ha. Cái ruột nó màu đen ha bà con ha, và bên trong nó vẫn có hạt nha, nhưng cái ruột nó màu đen và nó hơi mềm một tí. Khi nó chuẩn bị chín thì nó sẽ mềm hơn cái này. Còn cái này hôm bữa là khi mà Quynh vận chuyển thì Quynh lỡ tay Quynh làm rớt. Thì bà con thấy bên trong của nó sẽ giống như sô cô la vậy, mặc dù bên ngoài là hình thù của trái hồng nhưng mà bên trong lại là giống sô cô la, nên mình gọi là hồng tình yêu ha, cho nó dễ thương, cho nó dễ phát âm ha bà con ha. Vậy thì hôm nay thì Quynh sẽ với bà con sẽ tiến hành thay cái giá thể cho cái cây hồng sô cô la chúng ta và nuôi dưỡng cây hồng sô cô la chúng ta từ giai đoạn này, chăm sóc nó như thế nào, ra làm sao để cho khi mà nó có trái và ăn nó như thế nào, ngon như thế nào. Và Quynh cũng nghĩ là nếu mà chúng ta tặng cho bà xã của mình một cái cây hồng sô cô la này vào cái dịp ngày lễ tình nhân thì nó lại mang một cái giá trị rất là hay và rất là vĩnh cửu. Sô cô la kia thì ăn nó một lần rồi nó hết, nhưng mà đối với cây hồng sô cô la, cây hồng tình yêu này, nếu bà con chúng ta tặng, những cái anh mà tặng cho các chị vợ hoặc là những cái người yêu của mình, em ơi anh tặng cho em trái tim của anh một cây hồng sô cô la trường trường cửu cửu ha, em cứ chăm sóc nó. Thì khi mà cây hồng còn thì tình yêu chúng ta còn, khi cây hồng chết thì tình yêu chúng ta chết. Nói như vậy nó không nhận luôn. Và nó rùa thôi, nhưng mà thật sự khi đó với một cái cây bà con tặng theo quan điểm cá nhân của Quynh, khi mà tặng một cái gì mà nó có nó mang mầm của sự sống thì mình rất là vui và rất là thích ha bà con ha. Thôi nói nhiều quá, sợ quý bà con chúng ta chờ lâu. Thì như vậy Quynh đã chuẩn bị sẵn một cái chậu rồi. Quynh cũng khi mà Quynh làm thì Quynh sử dụng toàn bộ những vật dụng có sẵn trong gia đình nhà Quynh thôi, chứ Quynh không cầu kỳ. Cái này thì Quynh thấy nó cũng khá là vừa với lại cái chậu của chúng ta. Và đây là cũng là một cái cây thân gỗ nên là Quynh sẽ chọn cái chậu nó hơi to to tí. Và hồi nãy cũng nói rõ quý bà con chúng ta về cái dinh dưỡng của cái giá thể. Thì sơ dừa thì một phần thôi, Quynh sẽ cập nhật bổ sung thêm cái humic Hoa Kỳ và trico humic vào ở trong cái giá thể này để mà giúp cho cái giá thể của chúng ta dồi dào dinh dưỡng hơn. Và đây là hai cái loại dinh dưỡng hữu cơ hoàn toàn an toàn với sức khỏe của quý bà con chúng ta, và nó được sử dụng để chăm sóc cho những khu vườn để được chứng nhận theo cái tiêu chuẩn Việt Gáp, Global Gáp luôn ha bà con ha, nên nó rất là an toàn với quý bà con chúng ta. Vậy thì bây giờ là Quynh sẽ bổ sung hai nắm trico humic vào trong cái hỗn hợp giá thể này, hai nắm dung nha, tại vì cái chậu của chúng ta cũng hơi sâu, ý hơi quá lớn. Mà không sao, này là hữu cơ nên là chúng ta có bỏ hơi nhiều một tí cũng không sao nhé. Rồi, humic Hoa Kỳ ha bà con ha, vừa có humic vừa có vi lượng, cũng hai nắm, rất là dễ thôi. Rồi chúng ta sẽ trộn lên. Nãy thấy cái màu đỏ đỏ chị đâu không, đồ hàng của chị đâu, đây đồ hàng của Quynh. Làm gì cũng phải có đồ hàng, giống như hồi xưa chúng ta chơi bắn tiệm ha bà con ha. Hồi xưa nhớ ngồi gốc cây me chơi bắn tiệm rất là vui. Giờ không biết mấy đứa nó lấy chồng lấy vợ hết rồi, còn có mình độc thân, thế là cứ chơi mình luôn. Hôm nay lên đây rủ với bà con chơi đồ hàng luôn.
trộn lên các bà con ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ hỗ trợ cái giá thể dinh dưỡng này vào ở trong cái chậu đỏ của chúng ta rất là nhanh thôi. Quanh quay video, quanh còn phải chia sẻ nói cho bà con biết cái quy trình, nhưng mà thật sự ra quý bà con chúng ta rành rồi, bà con chỉ cần làm rất là nhanh, chưa đầy 5 phút là xay xong một cái chậu á bà con. Còn những cái dinh dưỡng này như sơ dừa cho trấu thì bà con chúng ta có thể là mua ở những cái nơi mà hay bán cây cảnh đó, thì nó vẫn có đó bà con ha. Chúng ta cũng ước chừng coi là cái chậu của chúng ta cái độ sâu nó cỡ nào, và khi bỏ cái cây vào thì cái mặt mô ngang với cái mặt chậu là cái mặt chậu mới ngang với cái mặt chậu cũ là ok nha bà con ha. Chúng ta cũng ém đó. Rồi quanh sẽ ướm thử nha, cùng với bà con chúng ta ướm thử nha. Rồi vừa ha bà con ha, này mình cũng thay nhiều lần rồi, mình cũng có chút kinh nghiệm rồi, cũng cột dây đồ nhiều dữ lắm, giờ tháo ra. Cái này thì Quanh nghĩ là cái giá thể này nó ăn cũng khá là lâu ở trong cái bầu của chúng ta rồi, nên là khi bà con chúng ta trồng, em có thể bâu lại giùm chị xíu. Trời, trong lúc mà Quanh vật vã với nó thì cuối cùng Quanh cũng đã cho nó ra được rồi ha bà con ha. Ê, bây giờ chúng ta sẽ đỡ nha. Đó, bỏ cái chậu cũ ra này, tận dụng cái trồng được cây trồng gì nữa không. Rồi cái giá thể cũ thì chúng ta cũng bóp nhẹ nha bà con nha, cũng bóp nhẹ những cái giá thể cũ, những cái đất cũ chúng ta có thể tận dụng hoặc là chúng ta có thể bỏ ra ngoài cũng được, không sao cả. Rồi chúng ta bỏ nó vào chiến giữa và cũng canh sao cho nó ở chiến giữa ha bà con ha. Quanh thì hồi xưa học hình học không có được giỏi lắm nên hay hỏi dân giữa chưa giữa chưa rồi ha. Khi mà đã giữa rồi thì chúng ta sẽ cố định nó bằng cái giá thể của chúng ta, chúng ta nhét đều. Rồi xíu nữa cũng phải lấy cái cây chổi lại để cho nó quen với cái nơi mới, không bị liêu xiêu. Mấy hôm nay sao gió quá em hả? Gió ghê luôn á. Đây ha bà con ha, công cuộc mà trồng một cây hồng tình yêu thì rất là dễ, nhưng mà nó hấp đượm tình yêu ở trong này, để mà quý bà con chúng ta có nhiều động lực. Thực sự là trái hồng, ăn hồng sô-cô-la này ăn rất là ngon và nó rất là mới lạ. Quan trọng là nó mới lạ ha bà con ha. Ok. Lắp lại cho nó đầy cái mặt chậu của chúng ta ha. Cái chậu này thì bản thân những cái chậu mà để chế tác sẵn thì nó có lỗ ở dưới rồi, nó có lỗ thoát nước ở dưới rồi bà con ha. Chúng ta không có tạo lỗ thoát nước, nhưng mà khi chúng ta có trồng thùng xốp đó bà con, mình tận dụng mà, thì bà con chúng ta phải tạo cái lỗ thoát nước cho cây nha. Cắm bằng này xuống. Bây giờ Quanh sẽ tìm cái thế nào đó ha, Quanh cắm xuống mà Quanh chịu cho cái cây của nó đứng. Chờ xíu nha bà con nha, xe dừa nó hơi cứng, mắt chương thì rồi dày nha bà con nha. Đó, cột lại đây, sử dụng một cái sợi dây màu vàng cố định cột cái cây lại cho nó đứng ha, một thời gian thì nữa thì nó sẽ đứng luôn. Ok rồi, rồi bây giờ chúng ta sẽ quan sát cây của chúng ta sau khi trồng xong, nó coi như là nó cũng đã gọi là tạm ổn rồi đó ha bà con ha. Có cái này thì không gian nó cái độ lài của nó không đủ nên nó hơi nhúc nhích nè. Xíu nữa Quanh sẽ cặp thêm một cái cây phía bên này nữa là ok. Có cây nào không cho mượn luôn đi anh em. Đây, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao.
phần này ra. Chúng ta chịu vào bên này, cặp hai cái lại với nhau hả bà con ha. Để một thời gian cho nó cứng cái cây chúng ta thôi, chứ không phải để hoài đâu. Chúng ta cũng phải quan sát để chúng ta tháo cái này ra. Rồi nha bà con, đây là một cái tác phẩm trồng hồng sô-cô-la. Bây giờ là Quanh sẽ pha cái nước để Quanh tưới cho cái cây của chúng ta. Thì Quanh sẽ tiếp tục sử dụng humus Hoa Kỳ với Chico humus thôi, không có gì lạ cả. Một nhúm nhỏ humus Hoa Kỳ. Đây, Chico humus ha, một nhúm nhỏ ha bà con ha. Rồi, một nhúm nhỏ humus Hoa Kỳ. Đây nha bà con nha. Đây, ok. Rồi, chúng ta pha nước vô. Chúng ta lắc đều hoặc khuấy đều lên, này nó cũng dễ tan lắm. Rồi, chúng ta sẽ tưới ạ. Nãy nó bị dướng cái sơ dừa. Đó, bà con thấy ha, cái dinh dưỡng này nó sẽ thấm và nó hỗ trợ cái dinh dưỡng dưới đất hồi nãy nữa là ok. Rồi, về việc và chăm sóc cái trái á, ở trên đó với những cây có trái thì nó sẽ có quy trình chăm sóc riêng. Thì Quanh sẽ chia sẻ trong những cái video tiếp theo, mời quý bà con chúng ta cùng nhau đăng ký kênh. Để khi mà Quanh thực hiện cái quy trình chăm sóc tiếp theo cho cái hồng sô-cô-la này thì bà con chúng ta sẽ được nhận đầu tiên ha bà con ha. Còn đây, các anh sau khi trồng xong, các anh đem trồng, đem giao lại cho bà xã của mình. À, em ơi, nay anh tặng cho em cả cuộc đời của anh. Một cây hồng sô-cô-la, một cây hồng tình yêu. Rất là dễ thương, rất là đầm thắm, rất là duyên dáng. Nhờ em chăm sóc tình yêu của anh giùm. Nha bà con ha, rất là gắn kết, rất là dễ thương. Hồng sô-cô-la đại diện cho tình yêu. Và nếu quý bà con chúng ta thích một cây như thế này, chúng ta có thể mua và bắt đầu từ những cây chưa có trái. Còn cây đang có trái thì hàng rất hiếm nha bà con ha. Bây giờ thì Quanh xin phép chào quý bà con. Nếu quý bà con có bất kỳ câu hỏi gì, hãy gọi vào số hotline hiện trên màn hình. Bên Quanh sẽ hỗ trợ cho quý bà con chúng ta từ lúc cây trồng tới lúc có trái, tới lúc thu hoạch và ăn dùm luôn cũng được bà con ha. Còn hãy gọi vào số hotline hiện trên màn hình, hoặc có thể ghé qua Fanspace siêu thị cây giống. Ở trên Facebook thì cũng có rất nhiều các loại cây dễ thương dễ sợ trên đó để bà con chúng ta tham khảo, cả về cây sân vườn, cây độc lạ như thế này, và cả về cây kinh tế ha bà con ha. Cảm ơn quý bà con một lần nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.